Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai khóa 21 cũng đã tổ chức phiên họp thứ 12 đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 6 năm 2022. Trong tháng 5 với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, huyện Quỳnh Nhai đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa bảo đảm phòng chống dịch vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh thu ngân sách trên địa bàn đạt 1 tỷ 271 triệu đồng, lũy kế đạt 18 tỷ 437 triệu đồng, đạt 65,85% chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, bằng 391,77% so với thực hiện cùng kỳ năm 2021. Toàn huyện gieo cấy được 840 hecta lúa xuân, đạt 100% kế hoạch, đã thu hoạch được 63 hecta năng suất ước đạt 55 tạ một hecta. Đàn gia súc gia cầm tiếp tục phát triển và ổn định, không xảy ra dịch bệnh có quy mô lớn, các bệnh thông thường được phát hiện và điều trị kịp thời các lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được triển khai đồng bộ quyết liệt, quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép theo nguyên tắc thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung giả soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tăng cường thu ngân sách, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.